Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Nguyên nhân khiến Hoa hậu toàn cầu qua đời tuổi 22. Bố mẹ của dân này Đặng vẫn không thể tin cù đã ra đi thực sự ở tuổi 22 sau một cơn đau tim đột ngột. Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2017 Jack Wenai Đặng được xác nhận qua đời lúc 13 giờ hôm ngày 8 tháng 4 tại bệnh viện Arizona, Mỹ. Người thân cho biết trước đó người đẹp 22 tuổi có tiền sử là bệnh tim. Chia sẻ với phóng viên, bác ruột của Jack Wenai Đặng buồn bã. Jack Wenai thương tôi mẹ Phương. Jack Wenai bệnh tim lâu rồi, thường thì nếu bị stress, tim con bé sẽ đập rất yếu và mệt, tình trạng khó thở dài. Người này cho biết Jack Wenai vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học, tuy nhiên do bị dịch bệnh lây lan nên trường buộc phải đóng cửa. Jack Wenai ở nhà học online, bài tập quá nhiều dẫn tới căng thẳng, không kiểm soát được tinh thần. Khi Jack Wenai mệt, chúng tôi đã đưa con bé vào bệnh viện. Các bác sĩ cho uống thuốc tim và nghỉ ngơi. Nhưng Jack Wenai quá mệt, trụy tim bất ngờ nên đã không qua khỏi. Các bác của Hoa hậu kể lại, vì ra đi đột ngột, Jack Wenai không để lại di nguyện. Trước đó, khi chia sẻ với gia đình, cô nói có dự định tổ chức show vào tháng 6 tới và muốn tích cực công việc từ thiện hơn. Jack Wenai còn quá trẻ, còn rất nhiều điều muốn làm. Cô bé rất ngoan hiền và có hiếu với bố mẹ, hòa đồng và khiêm nhường với mọi người. Tôi, ba mẹ cháu, ai cũng đều rất đau buồn và đau đớn trước sự mất mát này, bác ruột của Hoa hậu toàn cầu 2017 nói thêm. Theo tiết lộ, tang lễ của Jack Wenai được tổ chức nhỏ gọn, chỉ khoảng 10 người thân nhất có mặt. Thi thể của cô sẽ được hỏa táng vào ngày 15 tháng 4. Jack Wenai Đặng sinh năm 1998 tại California, Mỹ. Từ khi nhỏ, cô đã có niềm đam mê với nghệ thuật và thường xuyên tham gia các lớp học, người mẫu, diễn viên. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam toàn cầu năm 19 tuổi. Người đẹp được thầy cô và bạn bè chú ý nhờ thành tích học tập vượt trội, cùng khả năng hoạt ngôn nhạy bén, tích cực trong các hoạt động cộng đồng và tại địa phương. Năm 2019, cô đã thăm hỏi và tặng nhiều phần quà giá trị cho trẻ em nhiễm AIDS tại trung tâm AIDS Mai Hòa, thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Giáng sinh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.